một hình ảnh rất đẹp mắt giữa hai đội bóng FC Ninh Bình và đội bóng công ty Tùng Sơn Định trong trận đấu vui chiều hôm nay. Cũng như tinh thần mà chúng ta đang chờ đợi từ hai đội bóng Ninh Bình cũng như Tùng Sơn Định mang đến sức mạnh và lối chơi cũng như hình ảnh đẹp trong trọng tài Thanh Hải và ông trọng tài Phan Thế Hiếu. Như vậy hiệp một đã bắt đầu. Đây cũng là một trong đội hình có thể nói là rất mạnh của đội bóng FC Ninh Bình từ ông huấn luyện viên trưởng Nhất Thành cũng như sơ đồ chiến thuật mà ông Quốc Hưng, huấn luyện viên trưởng của đội bóng công ty Tùng Sơn Định tung ra trong khoảng thời gian đầu. Đưa bóng cho Diệp Bảo Lâm. Ngay từ khoảng thời gian đầu thì chúng ta đang thấy được Ninh Bình đang chủ động dâng cao. Cũng như sự có mặt của quý vị đã dành cho giải đấu năm nay là một điều tuyệt vời. Quả đá phạt cho các thủ bên đội bóng FC Ninh Bình. Pha bóng của Sơn Muller. Bóng cho ra, dứt điểm tuyệt vời. Đó là bàn thắng cho các thủ Ninh Bình. Chúng ta thấy một pha bóng phối hợp đá phạt rất nhanh trong tình huống vừa qua của đội bóng Ninh Bình. Hiếu Ino đã đổ bàn thắng. Ngôi sao Hiếu Hino đã có một pha bóng có thể nói là quá khó đến với cầu môn cung tay của anh Ngọc. Chúng ta có thể xem lại hình ảnh quay chậm lại với một pha phối hợp đá phạt vừa qua. Khoảng trống, một pha dứt điểm có thể nói là quả đá phạt cho các thủ bên đội bóng Ninh Bình. Trái bóng đang lệch sang cánh trái theo hướng tấn công của các thủ bên đội bóng áo trắng. Chúng ta vẫn đang chờ đợi từ cá nhân như Sơn Muller cũng như Vũ Savi. Sơn Muller, Vũ Savi, chúng ta lại thấy được một pha phối hợp đá phạt. Thực sự là phải đánh giá rất cao từ phía ngôi sao Sơn Muller. Họ đã làm gì? Hàng phòng ngự của Tùng Sơn Định đã không kịp trở tay. Điều mà Sơn Muller đã chứng minh với những phương án phối đá phạt rất tốt từ phía ngôi sao số 7 Vũ Sao Vì của Trung Quốc Anh. Đình Kỳ khá tốt. Vũ Sao Vì. Vũ Sao Vì. Bộ pha Davi Mole. Đường bóng là chân trái quá nhanh. Chúng ta thấy được một pha xử lý rất tốt từ phía cá nhân cầu thủ số 7 Vũ Sao Vì. Ngôi sao của đội bóng FC Ninh Bình. Hình ảnh quay chậm lại mà chúng ta thấy được những pha bóng sắc sảo như thế nào từ cầu thủ này. Quá khó cho thủ môn Công Cường. Trước đó là một đường bóng từ phía cầu thủ Đình Kỳ. Của Đình Kỳ. Quá tốt. Đó là pha chạm đầu trong tình huống vừa qua của Công Hiếu. Tuy nhiên trong tình huống vừa qua thì không có đồng đội nào có thể băng lên ở vị trí cánh phải. Công Hiếu đã có pha xử lý trên không bằng đồng. Văn Phú. Vẫn còn. Bóng triển khai sang cánh trái cho Chu Công Anh. Vẫn là Văn Phú. Hoàng Chí. Pha bóng không thành công của số 30 Hoàng Chí. Diệt 35. Vẫn là các thủ bên đội bóng FC Ninh Bình. Tuy nhiên thì Hoàng Chí đã có bóng. Đã có lỗi trong tình huống vừa qua. Quý Chém. Và đưa bóng trở lên từ phía Quý Chém cho đồng đội. Chu Hoàng Anh. Đã có tiếng còi cất lên. Tiếp mà Ninh Bình sẽ có mặt trở lại với mặt sân dệt thành phố Nam Định. Họ sẽ đối diện với đội bóng Phà Lê Đức Thịnh. Cũng như trận đấu tiếp theo. Thì đó là cuộc gặp gỡ giữa Ninh Bình và Monaco.
Đó cũng là hai đối thủ tiếp theo từ phía đội bóng FC Ninh Bình. Nghiễm nhiên thì chúng ta vẫn đang chờ đợi trận đấu này từ phía Ninh Bình cũng như công ty Tùng Sơn Định. Phương án xử lý của Đình Kỳ. Đình Kỳ coi, và đó là đường chuyền tuyệt vời của Đình Kỳ cho đội trưởng Diệp Ba Lâm. Quá dễ dàng cho Diệp Ba Lâm để có bàn thắng. Như vậy sẽ có 3 phút bù giờ cho hiệp 1 trên sân. Như vậy Ninh Bình cũng có sự thay đổi người. Dũng Em rời sân và nhường chỗ cho cầu thủ số 21 Khôi Cáo. Như chúng tôi đã nhận định và đang bình luận và đánh giá trên sân thì Ninh Bình đang là đội bóng có hàng công Khôi Cáo, Diệt Ba Long. Vẫn là phương án xử lý cho các thủ bên đội bóng FC Ninh Bình. Hiếu Ino. Tuy nhiên thì thủ môn Công Cường đã đẩy bóng an toàn. Quả đá góc thuận lợi cho các thủ bên đội bóng FC Ninh Bình. Tuy nhiên đó là pha bóng trả về từ phía đội trưởng Duyệt Ba Lòng. Với thời điểm này thì họ không quá mạo hiểm để có những tình huống tấn công ồ ạt. Sau những gì mà hiệp 1 cũng đã tạo ra, đã có lỗi của Quy Chém. Chiếc thẻ vàng đã được ông trọng tài rút ra cảnh cáo Quy Chém trong pha phạm lỗi vừa qua. Duyệt Ba Lòng. Sơn Muller dứt điểm. Tuy nhiên bóng đã chạm vào đội bóng áo vàng. Và như vậy đúng lúc này thì tiếng gọi từ ông trọng tài cũng đã khép lại hiệp 1. Trận đấu giữa FC Ninh Bình và đội bóng công ty Tùng Sơn Định. Khép lại hiệp 1 thì tạm thời đội bóng Ninh Bình đang có tỷ số thuận lợi dẫn trước với con số là 4-0. Như vậy với thời điểm hiệp 1 thì các thủ bên đội bóng FC Ninh Bình đang thuận lợi dẫn trước với tỷ số là 4-0. Trong đó có hai bàn thắng của Vũ Savi cũng như bàn thắng của Trung Hiếu chính là Hiếu Hino và cầu thủ có mặt từ phía Quang Phán. Đó là pha đánh đầu. Bàn thắng từ phía Công Hiếu. Một pha xử lý bằng đầu rất tốt trong tình huống bật cao và chạm bóng trên không của Công Hiếu. Đó là pha đá biên từ mình làm cánh phải của đội bóng công ty Tùng Sơn Định. Một pha bóng khó đến với thủ thành Quang Phán của Ninh Bình. Như vậy tỷ số đã rút ngắn xuống còn 1-4 cho đội bóng công ty Tùng Sơn Định. Hiếu Ino không vào. Quyết định là cú sút khá nhanh của Hiếu Ino. Sơn Muller. Và lấy bóng tốt từ phía công ty Tùng Sơn Định. Không có lỗi. Hiếu Ino. Và là đội bóng từ phía Lý Bình. Đình Kỳ. Đường chuyền. Diệp Bá Lâm. Trở ra. Hiếu Ino. Bàn thắng cho Hiếu Ino. Phải nói là quá nhanh và quá nguy hiểm. Chúng ta thấy được một pha băng vào trong một tình huống bóng trở ra là đúng tầm. Và chúng ta thấy được ngôi sao Hiếu Ino đã rất sắc bén. Vẫn là những tình huống có thể nói là tấn công quái của đội bóng FC Ninh Bình trong trận đấu này. Thật là mãn nhãn. Chưa vào đây chưa là cầu thủ Quy Chém. Quy Chém. Và một pha dứt điểm thẳng về phía cầu môn khung thành của Quang Phán. Phương án xử lý từ phía các thủ bên đội bóng công ty Tùng Sơn Định. Lại là một pha cắt bóng rất nhanh của Sơn Muller. Sơn Muller rất khéo đường chuyền. Một pha bóng 1-2 từ phía Đình Kỳ và Vũ Sa Vi. Đình Kỳ ơi, qua tất cả rồi.
Đó là những gì mà chúng ta thấy được từ phía các thủ về đội bóng Ninh Bình. Bàn thắng của Linh Tùng. Cá nhân Linh Tùng đã có bàn thắng tiếp theo trong giải đấu năm nay. Đây cũng là bàn thắng để Linh Tùng có được hiệu số bàn thắng cho cá nhân anh nâng lên với Thì anh bạn Công đặt sâu Cường. rất sớm vào trong Công Hoàng. Pha bóng của Đức Thiện. Một pha chạm chân rất nhanh của Đình Kỳ. Đức Thiện chạm bóng vào trong đánh đầu. Quang Phán. lên 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 Có lẽ Quang Phán đã hướng tới khung thành Công Cường của Tùng Sơn Định. Và đây là pha bóng của Linh Tùng. Tuy nhiên thì tiếng gọi đã cất lên. Đúng vào giây phút, những giây cuối cùng bù giờ trên sân. Và chúng ta